Xin chào tất cả các bác nhá. Bên em vừa tiến hành lắp đặt xong chiếc Web Vision L93 Plus này trên chiếc xe Innova của bác chủ ở tại Thái Nguyên luôn. Thì bên em đã tiến hành lắp đặt xong cái vị trí của chiếc camera Web Vision L93 Plus này được dạng được đặt lên cái mặt tablo xe của mình như vậy. Thì trên đây là cái giao diện chính của chiếc camera này. Thì đây là nó có rất có nhiều ô cửa sổ nó chia ra để chúng ta có các phần ứng dụng với các thứ của chiếc Web Vision L93 Plus này. Thì đây là phần định vị này, là phần dẫn đường mà bên em đã mua bản quyền của Live Viettel. Điểm bắn tốc độ 50 km/h. Nó có cả cảnh báo tốc độ cho chúng ta luôn. Chúng ta có thể tìm kiếm được rất là nhiều cái địa điểm hoặc địa chỉ ở trên chiếc camera này. Rất là nhiều cái ứng dụng tiện lợi. Ngoài ra thì chiếc camera này thì còn cảnh báo cho chúng ta những cái như ở cảnh báo va chạm sớm, lấn làn đường hay là quá tốc độ. Đây, nó có những cái cảnh báo rất là hữu ích cho chúng ta, là ví dụ như là cảnh báo va chạm này, cảnh báo làn đường này, nhắc xe di chuyển khi chúng ta đỗ ở đèn đỏ. Và nó thì đây là cái giao diện camera của nó, thì nó quay cái hình đồng thời cả trước cả sau luôn. Đó, thiết bị đây là phía chiếc xe chúng ta, đây là cam trước. Chuyển sang camera trước. Đây là camera sau. Lát em sẽ giới thiệu các bác về chiếc camera đằng sau, phía sau sẽ được lắp ở vị trí nào. Còn đây là chuyển sang camera kép. Giao diện hai camera, nó sẽ chia góc của chúng ta như này. Chuyển camera. Chúng ta có thể dễ dàng thay đổi giao diện nó. Chuyển camera. Xem lại ở trên tại thiết bị thì chúng ta xem ở cái phần với khung ảnh này, ngày giờ thì. Ngoài ra thì nó là còn có cả cái phần FM, đây là nó kết nối với cả cái FM ở xe mình luôn để nó phát cái tiếng nói ra loa xe của mình. Đây, đây là bên em đã kết nối rồi, nó cùng cái tần số của trên chiếc camera là cùng cái cần tần số của xe mình này, đây 90.2. Nó sẽ cái tiếng nó sẽ phát âm thanh ra cái loa xe của mình. Nó rất là nhiều cái ứng dụng, tại vì chiếc camera Web Vision L93 Plus này thì nó hệ điều hành Android 5.1, thì nó có kho ứng dụng xe vào đây, chúng ta có thể tải rất là nhiều những cái ứng dụng tiện lợi, ví dụ như ở Facebook hay Zalo hay YouTube về chúng ta nghe nhạc, xem phim trực tuyến được luôn. Đây là nó có cả chỉ cái la bàn để chúng ta chỉ hướng chúng ta. Ngoài ra thì trên cái thiết bị dẫn đường kết hợp với camera hành trình kép này thì nó còn có một cái tính năng cực kỳ là hay đó. Chúng ta là đấy là giám sát và định vị xe mình từ xa qua cái phần mềm K-Assist đấy. Cái phần mềm K-Assist này thì đây em sẽ kết nối với cả cái điện thoại của mình. Bây giờ thì bạn chưa. Còn hai nữa là nó có thể phát được cái wifi ở trên xe của mình ra. Phát wifi trên xe để chúng ta người sử dụng chúng ta có thể sử dụng trên xe của mình. Đây là nó có cả cái, đây nó có cái chức năng là phát wifi ở trên xe của chúng ta đây. Có thể bắt được wifi và kể cả phát wifi luôn ở trên xe của mình. Nó có, đây là bác chủ đã đổi mật khẩu và cái tên wifi của nó. Cái này mình dễ dàng đổi ở trên tại cái thiết bị thôi. Như cái thiết bị trực tuyến này là mình cũng có thể xem trực tuyến được luôn. Đây em sẽ giới thiệu cho các bác về cái mắt camera đằng sau xe của mình. Bác bảo nó để xông hơi điều hòa phát nữa, để đâu rồi đây là cái camera phía mắt đằng sau xe của mình. Phía nữa mắt đằng sau xe của mình thì đây là được hỗ trợ bởi 4 cái bóng led quay hồng ngoại cam của hãng Web Vision. Vinh ơi,
chiếc camera WebVision L93 Plus này hiện tại được đánh giá là một chiếc camera hành trình số 1 ở tại Việt Nam hiện thời điểm hiện tại. Đấy, bây giờ em sẽ đây là cái chế độ lấy các ứng dụng để mình tải video, mình có thể xem lại cái video của mình luôn ở trên cái phần ứng dụng này. Mình vào phần video này để mình xem lại những cái video nó đã quay ở bên trước đây. Đây là lúc 9:40 đang rửa xe. Ông chủ đang rửa xe ở tại Keramic Thái Nguyên luôn. Bên em thì cái chi nhánh của WebVision Việt Nam thì được trải dài khắp trên cả nước. Cả Sài Gòn, Hà Nội, Thái Nguyên, rất là nhiều nơi phân phối cái camera WebVision này. Rồi anh xong còn đây mình có thể tăng chỉnh sáng tối hay là âm lượng ở tại trên thiết bị luôn. Cảm ứng đa điểm rất là dễ sử dụng. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Chúc các bác lái xe an toàn.